độ giữa thu gây xôn xao cư dân mạng. Sau hang múa, đồi dứa Đồng Dao, Tuyệt Tình Cốc, thêm một địa điểm check-in cực ảo vừa được cư dân mạng truyền tay nhau ở Ninh Bình. Đó là đầm sen rộng tới 1 hecta vẫn nở rộ dù trời đã sang thu. Những hình ảnh về đầm sen độc đáo này được chia sẻ trên một hội nhóm về du lịch đã nhận được hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Tất cả đều ngỡ ngàng trước khung cảnh nên thơ, rộng lớn và đặc biệt là thời điểm nở hoa của sen nơi đây. Rộng tới 1 hecta lại nằm dưới chân núi. Một bên là cánh đồng đang độ chín vàng đã tạo nên một khung cảnh giống hệt trong các bộ phim cổ trang. Vừa kỳ vĩ non nước, vừa bao la phóng tầm mắt tận hưởng không gian thoáng đãng. Điều khiến cư dân mạng ngạc nhiên chính là dù đã vào thu, khi các đầm sen khác đã lụi tàn hết thì hồ sen ở Ninh Bình này lại đang vào độ nở rộ, đua nhau khoe hương sắc giữa non nước Ninh Bình. Được biết, đây là giống sen Nhật nên vẫn nở rộ dù đã vào thu. Trong đầm sen có đủ các loại từ sen trắng, sen hồng. Một con đường bằng tre gỗ cũng được dựng giữa đầm sen để tiện cho mọi người tới tham quan chụp ảnh. Tưởng như lạ nhưng lại rất quen. Đầm sen mới nổi ở Ninh Bình nằm ngay dưới chân núi Ngoạ Long của hang múa. Hồ được trồng sen từ năm nay. Một bên là núi Ngoạ Long với đỉnh núi múa, còn một bên là cánh đồng lúa chín vàng. Thời gian qua, đầm sen bên hang múa cũng chính là địa điểm sống ảo được truyền tai nhau phải đến để view trọn vẻ đẹp của vùng đất cố đô.